cách bọn họ cướp tiền và cách bọn họ trốn thoát vô cùng thông minh. Bởi vì những tên cướp khác đang bận ăn chơi trác táng, còn bọn họ lại trả tiền nguyên vẹn lại chỗ cũ. Họ đã mạo hiểm đến như thế, chẳng lẽ chỉ để chơi đùa cảnh sát thôi sao? Anh trai Jimmy đang đào hầm ở công trường thì vô tình đào xuyên qua một bức tường. Sau đó anh phát hiện một vài đường ống nhựa. Đồng nghiệp nói với anh ấy, đó là ống dẫn khí để vận chuyển tiền. Thì ra, ở trên đầu của bọn họ là trường đua xe NASCAR. Trong trận đấu này là những chiếc ô tô với động cơ V8 chạy vòng vèo một cách ngu ngốc. Môn thể thao này rất phổ biến ở Mỹ. Tỷ lệ người xem còn vượt qua giải bóng rổ NBA. Khi đến ngày diễn ra trận đấu, khán giả sẽ ra sức mua. Tiền mặt sẽ trực tiếp chuyển đến kho tiền thông qua những đường ống này. Vừa nhanh chóng vừa an toàn. Thế là, ở trên đầu của bọn họ là trường đua xe NASCAR. Anh ấy quyết định sẽ đi cướp tiền ở tầng hầm của trường đua. Thế là, anh ấy thuyết phục em trai Clyde và em gái Melly, rồi vào nhà cầu tìm chuyên gia thuốc nổ Joe Bang. Nhưng hắn ta lại không đồng ý, bởi vì kho tiền này được trang bị máy cảm biến rung, chỉ cần một cái hắt hơi cũng có thể khiến chuông cảnh báo kêu lên. Jimmy cho rằng việc này dễ thôi, dưới lòng đất đang thi công, cho nên đã tắt máy cảnh báo. Chỉ cần bọn họ hành động trước ngày kết thúc việc thi công là được. Tuy nhiên, Joe vẫn còn 5 tháng nữa mới ra tù. Nhưng chuyện này cũng không làm khó Jimmy được, vì anh ấy đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Hôm bọn họ hành động sẽ giúp Joe bí mật vượt ngục. Sau khi cướp kho tiền xong, thì sẽ bí mật đưa anh ta vào tù lại. Sự tự tin của Jimmy đã khiến cho Joe bật cười. Sau đó, hắn đưa ra điều kiện cuối cùng, chính là hắn phải mang theo hai đàn em của mình là Sam và Fizz. Nhưng chuyện này khá rắc rối, vì Sam và Fizz là những tên nổi tiếng rất nhiều chuyện. Nhưng chẳng còn cách khác, hai người họ chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, 6 người bọn họ chia thành 3 nhóm để bắt đầu thực hiện vụ cướp. Bước 1, Jimmy lẻn vào văn phòng, rồi đánh cắp bản vẽ chi tiết xây dựng công trình ngầm dưới đất. Melly thì nuôi rán ở nhà, còn sơn nước sơn lên cho chúng. Bước 2, Fly cố ý đâm xe vào cửa hàng tiện lợi. Thế là, anh thành công vào tù và trở thành nội ứng cho Joe vượt ngục. Bước 3, khi sắp đến giờ tan làm, Melly đã đặt cho nhân viên kho tiền một cái bánh kem. Nhân lúc Lema và đồng nghiệp ăn bánh kem, Jimmy đã cố ý đâm hỏng chiếc xe của cô ấy. Khi Lema xử lý xong sự cố rồi quay trở về văn phòng thì đã quá giờ tan làm. Lúc này, cửa kho tiền tự động đóng lại và bánh kem cũng chưa kịp thu dọn. Đêm hôm đó, Sam và Fizz đổ những con rán được sơn những màu sắc khác nhau vào những đường